bạn nói mi thái độ là thái độ chỗ nào và ở đâu bạn nói? Mình phải biết cảm ơn tất cả những ekip đã hỗ trợ cho mình ngày hôm nay. Tại sao make up cho mình liên tục trễ hơn người khác? Bạn có biết là khi bạn đi thi quốc tế, điều đầu tiên bạn cần phải biết là tự make up không? Điều đó mình biết mà. Thì đó, nếu bạn biết tự make up thì bạn không cần phải nhờ vào ekip. Và nếu bạn nhờ vào ekip rồi bạn không chỉnh sửa được, bây giờ bạn đổ lỗi cho ekip là sao? Vậy bạn đã đi thi quốc tế chưa? Sau lùm xùm láo toét với giám khảo, người đẹp chuyển giới Huỳnh My có động thái lạ trên mạng xã hội. Tập 3 chương trình Đại sứ Hoàng Mỹ vừa qua hiện đang là top trending trên hầu khắp các nền tảng mạng xã hội vì drama căng đét giữa thí sinh Huỳnh My và mentor Quỳnh Châu. Bị loại vì thái độ thiếu tôn trọng ekip cũng như những chia sẻ có phần bất cần, hỗn láo với ban giám khảo. Người đẹp Huỳnh My, team mentor Thùy Tiên hiện đang là cái tên nhận về nhiều chỉ trích đến từ cư dân mạng. Thậm chí trên trang cá nhân của Huỳnh My cũng đã bị tấn công bởi những bình luận mỉa mai châm biếm của khán giả. Khá bất ngờ khi hành động của người đẹp chuyển giới gốc Long Xuyên khi bị cộng đồng mạng gạch đá lại có vẻ hiền hơn nhiều so với lúc cô bốt chát với ban giám khảo. Cụ thể, những ngày qua, trang cá nhân của Huỳnh My liên tục bị cô chia sẻ những video phổ biến trên Facebook đầy khó hiểu. Dường như cô nàng đang tự spam tài khoản cá nhân của mình. Thậm chí tại cùng một thời điểm, Huỳnh My share tận 5-6 video với nhiều nội dung khác nhau. Mặc dù vẫn còn đó những bình luận chửi bới Huỳnh My, nhưng phần lớn đều cho rằng người đẹp chuyển giới đang có động thái quá ngớ ngẩn. Quay trở lại lùm xùm láo toét của Huỳnh My với ban giám khảo tại Đại sứ Hoàng Mỹ 2023, mentor Ngọc Châu cũng đã chính thức lên tiếng về sự việc. Nàng hậu chia sẻ sau khi kết thúc chương trình, Huỳnh My có gặp cô ở bên ngoài và hỏi thăm rằng cô có buồn khi bị đặt câu hỏi tế nhị. Cả hai đã giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp thay vì mổ xẻ bàn tán quá nhiều về nó. Quỳnh Châu nói thêm về sự việc, Châu không chọn tranh cãi là giải pháp, không có nghĩa là mình bị tổn thương rồi thì sẽ tìm cách tổn thương người khác ngược lại. Cuối cùng kết quả là cả hai người buồn.